Đây, chào các bạn. Hôm nay mình thì sẽ vào khu trồng sừng rồng ở trong khu du lịch Vinpearl Nha Trang này các bạn. Đây, đây mình đang đến ngồi của khu đó đây. Còn đây là khu vực phía trước. Phía trước thì cũng trồng sừng rồng rất nhiều rồi các bạn ạ. Để các bạn thấy có mấy sừng rồng cao cao kìa. À, sừng rồng bằng chải đấy. Cây sừng rồng bằng chải này thì nhiều nơi người ta dùng cái phần non của nó đấy, cái phần ngọn non của cái sừng rồng bằng chải đấy đó là món ăn đấy các bạn. Nếu các bạn còn chưa ăn thì các bạn có thể tìm hiểu và ăn thử. Đây, đây sừng rồng bằng chải đây. Cái này thì cái cây bự bự các bạn thường thấy trong châu Phi, ở châu Phi đấy. Các bạn coi nhiều bộ phim châu Phi các bạn thường thấy cái cây bự bự hình bầu dục đó. Thì cái khu trồng sừng rồng này nó nằm gần cuối của khu du lịch Vinpearl ấy. Các bạn vào thì đi gần cuối cùng của khu du lịch thì sẽ thấy nó có cái bản đồ chỉ dẫn. Các bạn nhìn cái bản đồ lúc vào cổng khu vui chơi các bạn sẽ thấy đây, đây là cổng vào của cái khu trồng sừng rồng đây. Phía trước nó trồng nhiều bụi sừng rồng rất bự và cái khu này còn gọi là hoang mạc châu Phi đấy. Thì đa phần sừng rồng này thì đa số các bạn nào mà chơi sừng rồng đều biết sừng rồng cũng nhiều loại cây sừng rồng bình thường thôi, chỉ điều kích thước và chiều cao nó lớn hơn so với mình trồng ở nhà. Đây, mình vào trong luôn một cái. Như các bạn thấy trong này có nhiều loại cây sừng rồng rất cao các bạn, cao và bự nữa. Thì khi các bạn vào khu này các bạn đừng dại mà nhổ cây hay là nghịch đất không các bạn. Theo mình thấy thì xung quanh nó có camera hết các bạn ạ. Tất cả các bạn tham quan chơi thôi chứ đừng cố tình mà để trộm hay là ăn trộm sừng rồng không này. Không hay đâu. Nhiều sừng rồng, nhiều cục bự. Mình cứ chơi sừng rồng nhưng trồng cục nó nhỏ thôi chứ không bự được cái gì các bạn. Có rất nhiều loại không biết là bao nhiêu loại mình cũng chưa tìm hiểu thử. Đây là các bạn đi xem tham quan cho biết đó. Các bạn nhớ vào lúc này đừng đừng có lấy cây hay lấy tay vào nghịch đất hay là chọc phá cây sừng rồng nha các bạn. Có người sẽ nhìn camera người sẽ thấy chỉ không tốt đâu.
Ui.